Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý khán thính giả theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Nhật Bản đưa ra giải pháp về tàu bệnh viện hoạt động ngoài khơi. Sự bùng phát của coronavirus mới ở Nhật Bản đã làm thay đổi suy nghĩ trong giới chính trị để cho phép các tàu bệnh viện hoạt động ngoài khơi trong trường hợp khẩn cấp. Hai tàu như vậy được cho là đủ để giải quyết rắc rối ở Nhật Bản trong vòng 24 giờ, nhưng lực lượng phòng vệ không có tàu bệnh viện chuyên dụng nào. Với hy vọng giải quyết vấn đề trên, một cuộc họp kín của khoảng 40 nhà lập pháp đã tìm giải pháp để các con tàu có thể đáp đủ ứng yêu cầu. Cicero Ito, giám đốc bệnh viện địa phương, người đã kêu gọi gây quỹ cho việc nghiên cứu cho biết Chúng tôi đề nghị chính phủ cung cấp ngân sách để hoàn thành thiết kế tàu mới trong tài khoá trong năm tài khoá 2020 để họ có thể bắt đầu phục vụ trong năm 2023. Một nhóm các nhà lập pháp khác được thành lập vào hôm thứ Năm thậm chí còn đi xa hơn và ủng hộ việc tái sử dụng các tàu của khu vực tư nhân để làm tàu bệnh viện bên cạnh việc đóng mới. Khái niệm này đã được đưa ra thảo luận trong thời kỳ thảm họa, chẳng hạn như trận động đất và sóng thần tháng 3 năm 2011. Một báo cáo năm 2013 của chính phủ lưu ý rằng tàu bệnh viện phục vụ các chức năng chính trong những thời điểm như vậy. Tàu bệnh viện một lần nữa cần thiết khi hàng trăm hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess nhiễm COVID-19. Các tàu sẽ là lựa chọn hữu ích để điều trị bệnh nhân trong khi họ được cách ly. Nhưng chi phí là một vấn đề lớn. Văn phòng nội các ước tính rằng một con tàu bệnh viện duy nhất tốn 35 tỷ yên, tương đương là 324 triệu dollars để đóng và 2,5 tỷ yên mỗi năm để vận hành và bảo trì. Và trong thời gian bình thường, các tàu chỉ thấy hạn chế sử dụng Công ước Geneva định nghĩa tàu bệnh viện quân sự chuyên dụng là một con tàu được chế tạo hoặc trang bị chỉ nhằm mục đích hỗ trợ những người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu để điều trị và vận chuyển họ. Các tàu bệnh viện dã chiến của Hải quân Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga được bảo vệ bởi các công ước này. Ở Nhật Bản, không có tàu bệnh viện chuyên dụng, tàu khu trục. Izumo và tàu tiếp tế Mashu được trang bị các đơn vị chăm sóc đặc biệt và giường bệnh, được huấn luyện để cung cấp thiết bị vật tư y tế trên các tàu chiến Nhật Bản. Bên trong Liên minh, cầm quyền có những lời kêu gọi trang bị cho tàu chiến những chức năng chuyển đổi nhanh chóng để chúng có thể được sử dụng làm tàu bệnh viện trong trường hợp ứng phó với thảm họa quy mô lớn. Iran tạm thả 54.000 tù nhân vì dịch COVID-19. Cơ quan tư pháp Iran hôm mùng 3 tháng 3 cho phép hơn 54.000 phạm nhân nộp tiền bảo lãnh để rời nhà tù nhằm ngăn COVID-19 lây lan. Theo CNN, phát ngôn viên cơ quan tư pháp Iran, Golham Hossein Emamli. Hôm qua cho biết tù nhân sẽ tạm thời được thả nếu xét nghiệm âm tính với ncov và nộp tiền bảo lãnh. Việc phóng thích tù nhân nằm dưới sự giám sát của Bộ Y tế Iran. Sức khỏe của các tù nhân rất quan trọng đối với chúng tôi. Bất kể họ là tù nhân chính trị hay tù nhân thông thường, các tù nhân bị kết án trên 5 năm liên quan đến an ninh sẽ không được thả, ông Esmaeili nói. 17 du khách Ý ở Ấn Độ nhiễm COVID-19. Một nguồn tin hôm nay nói với AFP, trong một nhóm du khách Ý đang bị cách ly tại Ấn Độ, 17 người đã dương tính với ncov. Sau khi hai thành viên trong nhóm được xác nhận nhiễm COVID-19, 21 thành viên còn lại được cách ly tại một cơ sở đặc biệt ở New Delhi từ hôm qua để xét nghiệm. Trong số 21 du khách này, 15 người dương tính NCOV. Chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm của những người khác. Một nguồn tin cho biết thêm. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố cuộc chiến chống dịch COVID-19. Yo-hap cho hay Tổng thống Moon Jae-in hôm nay tuyên bố Hàn Quốc bước vào cuộc chiến chống COVID-19 theo yêu cầu các cơ quan chính phủ trực tiếp. 24 24, cuộc khủng hoảng ở Tegu ở tỉnh Bắc Gyeongsang đã đạt đến đỉnh điểm. Cả nước đã bước vào một cuộc chiến chống lại căn bệnh truyền nhiễm này. Ông Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp với bộ trưởng và quan chức y tế hàng đầu ở Seoul hôm nay. Ngoài ra, ông Moon ra lệnh cho các cơ quan chính phủ chuyển sang trạng thái tình huống khẩn cấp 24 24 để tăng cường khả năng sẵn sàng xử lý các việc cách ly cũng như các biện pháp liên quan đến kinh tế. Ông cho biết chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch bổ sung 25 tỷ USD nhằm đối phó dịch bệnh. Hàn Quốc chiều nay ghi nhận thêm 374 ca dương tính NCOV đưa số ca nhiễm tới hôm nay lên tới 851 và tổng số trên cả nước lên tới 5.186, trong đó có 28 người đã tử vong. Kim Chung Ông giám sát tập trận pháo tầm xa. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết ông Kim đã giám sát cuộc tập trận hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa một ngày sau khi quan chức cấp cao Hàn Quốc nói rằng nước láng giềng dường như đã bắn hai tên lửa đạn đạo. Theo KCNA, ông Kim bày tỏ sự hài lòng với thực tế các pháo thủ sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi tình huống và thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ chiến đấu hỏa lực. Mỹ từ chối yểm trợ lính Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hôm ngày 2 tháng 3 cho biết không quân Mỹ sẽ không hỗ trợ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến tại tỉnh Edip, Sierra. Ông Esper cho biết ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Mike Pompeo về việc cung cấp viện trợ nhân đạo bổ sung cho dân thường Sierra tại Edip. Ông cũng đã trao đổi với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về tình hình ở Syria và cho hay NATO đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra tại đây. Giao tranh tại tỉnh Idlib giữa quân đội thổ Nhĩ Kỳ với quân đội chính phủ Syria leo thang trong những tuần gần đây khi Damascus phát động chiến dịch quy mô lớn dưới sự yểm trợ của không quân Nga để tái chiếm tỉnh này. Lãnh đạo Thượng viện Mỹ muốn sớm thông qua luật về NCOV. Lãnh đạo phe Cộng hòa Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell hôm thứ Hai ngày 2 tháng 3 bày tỏ quan điểm rằng ông muốn Thượng viện thông qua dự luật cấp ngân sách cho việc phòng chống virus NCOV trong vòng 2 tuần tới, Reuters đưa tin. Dự luật này nếu được ban hành sẽ cung cấp hàng tỷ đô la cho các hoạt động uh, dập dịch COVID-19. Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luận này à, sớm nhất vào ngày thứ tư. Tình hình dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ đang diễn biến theo chiều hướng xấu so với số người chết và tử vong tăng khá cao. Tính đến ngày 2 tháng 3, Mỹ có 6 trường hợp tử vong vì n 99 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 9 ca phục hồi và 7 trường hợp ở tình trạng nguy kịch. Thủ tướng Malaysia trì hoãn bỏ phiếu bất tín nhiệm Bloomberg cho biết tân thủ tướng Muhyiddin Yassin hoãn họp Quốc hội Malaysia đến tháng 5, giúp ông không phải đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay lập tức. Chủ tịch Quốc hội Malaysia cho biết sự thay đổi dựa trên quyết định hôm ngày 3 tháng 3 của Thủ tướng Muhyiddin. Theo đó, Kỳ họp đầu tiên trong năm 2020 của Quốc hội Malaysia đã bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 thay vì ngày 9 tháng 3 như dự kiến. Với quyết định này, đối thủ chính trị của ông là cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad sẽ phải đợi đến giữa tháng 5 mới tổ chức được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội chống lại người kế nhiệm cựu Thủ tướng Mahathir. 94 tuổi, bất ngờ nộp đơn xin từ chức hôm ngày 24 tháng 2, châm ngòi cho cuộc đua quyết liệt vào ghế thủ tướng. Hôm 29 tháng 2, quốc vương Malaysia bổ nhiệm ông Muhyiddin làm tân thủ tướng. Ngay sau đó, ông Mahathir đã kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm ngay lập tức tại quốc hội để chứng minh ông có đủ thành viên thành lập chính phủ tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông. USNI đưa tin Hải quân Mỹ hôm 3 tháng 3 đăng ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt di chuyển trên Thái Bình Dương hôm 1 tháng 3. Cho biết nhóm tác chiến do hàng không mẫu hạm này dẫn đầu đang thực hiện chuyến triển khai tới khu vực quản lý của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Indopacom ứng dụng theo dõi triển khai lực lượng của viện hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tiến vào biển Đông hôm mùng 2 tháng 3 sau khi hoàn thành đợt diễn tập cùng tàu đổ bộ tấn công USS America ở vùng biển ngoài khơi Philippines. Em gái Kim Jong Un lần đầu ra tuyên bố AFP cho biết Kim Yo Jong Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 3 tháng 3 chỉ trích Hàn Quốc vì chính quyền Seoul lên án Bình Nhưỡng, đánh dấu lần đầu tiên cô ra một tuyên bố chính trị. Triều Tiên hôm 2 tháng 3 lần đầu tiên thử tên lửa trong năm nay, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái này, nói rằng Bình Nhưỡng làm gia tăng căng thẳng. Sau đó Kim Jong-un... Yo hôm ngày mùng 3 tháng 3 ra tuyên bố nói rằng Hàn Quốc không có tư cách chỉ trích Triều Tiên. Khi chính họ đã tập trận riêng hay chung với Mỹ, cô cáo buộc việc xô lên án Bình Nhưỡng là một hành động thực sự vô nghĩa và hoàn toàn ngu ngốc. Cập nhật thông tin Covid-19 theo uh, cập nhật Worldometers về Covid-19 tính tới 21 giờ Ngày 20 ngày 2 tháng 3 trên thế giới có 90.306 người nhiễm bệnh, 3.087 người chết và 1.918 người nhiễm mới. 45.705 người đã phục hồi và 7.398 ca nhiễm Covid ở đang tình trạng nguy kịch. Hiện đã có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo có người nhiễm Anco. Trong các quốc gia ngoài Trung Quốc có số người chết là người nhiễm cao hàng đầu là Hàn Quốc, 4.335 người nhiễm, 28 người chết. Italy là 2.036 người nhiễm, 52 người chết. Iran là 1.501, 66 người chết. Hiện tại, xét theo tỷ lệ số người chết, số người nhiễm thì Iran xếp đầu tiên trong danh sách các nước đang bị virus SARS-CoV-2 tấn công. Theo AP, Hoa Kỳ đã ghi nhận trường hợp tử vong Thứ sáu thì có ENCOV vào ngày thứ hai, ngày 2 tháng 3, báo cáo có người tử vong thứ ba, trong khi đó người nhiễm và chết vì COVID ở Trung Quốc có dấu hiệu suy giảm với 202 trường hợp nhiễm mới và 42 người tử vong tính tới hết ngày hôm qua. Washington đang giảm mạnh số phóng viên của Bắc Kinh tại Mỹ. Chính quyền Trump đang chế tài để giảm mạnh số lượng người Hoa được phép làm việc trong các văn phòng đại diện đặt tại Mỹ của các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 3, theo Reuters. theo ông Pompeo, sở dĩ Hoa Kỳ hành động như vậy là vì Bắc Kinh gia tăng mạnh mẽ việc giám sát, quấy rối và đe dọa các nhà báo Mỹ, ám chỉ việc chính quyền Trung Quốc vào tháng trước đã thu thẻ hành nghề và trục xuất ba nhà báo của tạp chí Wall Street Journal có trụ sở hoạt động tại New York mục tiêu của chúng tôi là có đi có lại, ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết trong một tuyên bố, như chúng tôi đã thực hiện trong các lĩnh vực khác của mối quan hệ Mỹ Trung, chúng tôi tìm cách xây dựng một sân chơi lâu dài. Chúng tôi hy vọng rằng hành động này sẽ thúc đẩy Bắc Kinh áp dụng cách tiếp cận công bằng và tương hỗ với các Mỹ và các hãng truyền thông nước ngoài khác hoạt động ở Trung Quốc. Mỹ phạt hai người Trung Quốc dính líu đến tin tặc Triều Tiên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ hai ngày 2 tháng 3 đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai người Trung Quốc có liên quan đến một nhóm tin tặc từ Bình Nhưỡng bảo trợ. Theo YoHab, hai người Trung Quốc có tên là Tian Yin Yin và Li Jiangdong bị cáo buộc nhận 94 triệu đô là từ nhóm tin tặc Triều Tiên. Lazarus Group. Số tiền này được Lazarus Group đánh cắp từ vụ hát một sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 4 năm 2018. Lazarus đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì thực hiện các cuộc tấn công mạng để kiếm tiền cho chính phủ Bắc Triều Tiên phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Theo biện pháp trừng phạt, toàn bộ lợi ích và tài sản cá nhân của Tian Yin Yin và Lee Jiang ở Hoa Kỳ hoặc tài sản của họ đang được sở hữu bởi người Mỹ sẽ bị phong tỏa. Tài liệu Nội bộ Tố giác Huawei làm ăn phi pháp với Iran Các tài liệu nội bộ năm 2010 của Huawei cho thấy gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc đã trực tiếp liên quan tới việc gửi các thiết mạy bị máy tính cho công ty kinh doanh điện thoại lớn nhất Iran vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế theo bản tin ngày 2 tháng 3 của Reuters theo các tài liệu nội bộ mà Rauder tiếp cận, danh sách hai kiện hàng của Huawei ghi ngày 12 tháng 2 năm 2010 chứa các thiết bị, máy tính do Hewlett Packard sản xuất được lên kế hoạch gửi tới các khách hàng ở Iran. Một tài liệu khác của Huawei vào hai tháng sau đó ghi chú hiện tại thiết bị đã được chuyển đến Tehran và chờ thông quan. Mặc dù vậy, liên tục trong nhiều năm qua Huawei luôn bác bỏ báo buộc của Mỹ và phương tây rằng họ dính líu tới tehran và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với giới cầm quyền iran peter vũ và ngọc dung xin kính chào tạm biệt quý thính khán giả xin hẹn quý vị vào tuần sau